Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm đôi hammock từ những cúc áo. Như có các xoay sẵn để lại xoay vô cho mà để chụp quay lại hết. Như có khởi nó khỏe hơn. Như ra được lắm chứ đó. Khởi nó hết. Như một chút. Xong rồi. Khởi ra sẽ để đi luôn ạ. Thì quấy xong rồi cửa cả bao phục của cô mai lên cửa hiểu không? Nó phải thở sáng rồi giờ để đi à? Đồ đá đẹp chứ chứ để được rồi chứ cửa đá có vô phạm thì cả như bao phục mấy một tiếng anh mới quấy xong rồi đó nó hôm nay đi mua ăn cùng xong nó lỏng vô như đấy về xong để xong mình đi dặn mình kéo hai mặt lên và dặn một lên hiểu không chị hiểu không cục lụa cái phần cuối ha cúc áo trong sáng trong sáng trong sáng được bán được hai phụ lên một con về xong luôn hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem.